Sau đây, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên sẽ tư vấn về cách lựa chọn vợt và trang phục cho người mới chơi. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một số vận dụng cần thiết để chơi một môn bóng bàn. Đầu tiên, mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn đó là cốt vợt. Cốt vợt thì dành cho người mới chơi. Thì thông thường là mình khuyên mọi người nên dùng cốt vợt thuần gỗ. Dùng cốt thần gỗ bởi vì nó sẽ tạo cho người chơi cảm giác tốt nhất. Khi mà mới tập luyện môn bóng bàn thì chúng ta không nên dùng các loại vợt có cấu tạo sợi carbon thì nó sẽ nảy và làm cho những người chơi mới chơi khó kiểm soát. Bước tiếp theo là mình sẽ chọn mặt vợt. Mặt vợt thì thông thường chúng ta sẽ người mới chơi sẽ dùng những cái loại mặt vợt có độ nảy trung bình. Sau khi chọn cốt vợt và mặt vợt thì kết hợp với nhau thì nó sẽ ra như hình thức như thế này. Đây một chiếc vợt dành cho những người mới tập chơi. Đặc điểm của chiếc vợt này đó là độ nảy trung bình, dễ kiểm soát. Tiếp theo, để chơi môn bóng bàn thì chúng ta sẽ chọn giày. Giày thì chơi môn bóng bàn có rất nhiều loại. Với những người chơi cơ bản hoặc là những người chơi mới chơi thì chúng ta nên chọn những chiếc đôi giày có giá bình dân, ví dụ như đôi giày truyền thống Cotket. Tiếp đến là đôi giày của hãng XBD, đôi giày trên tay tôi đây là một đôi giày giá bình dân, mọi người hay dùng. Đôi giày này có độ bám rất tốt và độ ma sát đàn hồi rất tốt. Đối với bóng bàn thì nên chọn những đôi giày có đế thấp và ma sát tốt để tránh giảm xung chấn cho đỡ hại cột sống. Về trang phục của môn bóng bàn thì đặc điểm của trang phục môn bóng bàn cũng như các môn thể thao trong nhà khác thì chúng ta sẽ sử dụng những bộ quần áo thoáng, mát. Quần thì sẽ sử dụng những loại quần short gọn, dễ di chuyển, thoáng mát. Chúng ta sẽ lựa chọn những bộ quần áo tối màu hoặc tránh những màu sáng để đỡ bị nóa soi bóng.